Chào con, thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài giảng của Toliha.vn. Và hôm nay, chúng ta sẽ học bài ôn tập chương tiết đầu tiên. Trong phần ôn tập chương này, thầy trò chúng ta sẽ ôn lại các dạng tam giác. Vẫn như mọi khi, một là mã lý thuyết. Các con chú ý, trong phần lý thuyết này, thầy sẽ hướng dẫn các con vẽ một cái sơ đồ để tổng kết lại tất cả cái gì liên quan đến tam giác trong chương 2 này. Các con hãy xem clip hiểu bài giảng thầy, sau đó tạm dừng lại, vẽ vào vở sau các con nhá. Đầu tiên các con nhìn trên màn hình cho thầy. Thầy có một tam giác. Nói đến tam giác chúng ta phải nhớ đến các định lý. Đó là gì? Đây, thầy ghi đây số 1, các con sẽ ghi chú thích ở dưới. Định lý thứ nhất, cái số 1 này nó gồm những cái gì? Tam giác thì cần nhớ cái gì? Khi nói đến tam giác thì thầy cho chúng ta phải nhớ tới định lý quan trọng đầu tiên ngay ở bài đầu tiên, đó là tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Đó, cái định lý đầu tiên là tổng ba góc của một tam giác. Tiếp theo chúng ta phải nhớ đến một thứ đó, đó là góc ngoài của tam giác. Khi nói đến góc ngoài tam giác thì chúng ta phải nhớ cho thầy như sau. Đó là góc ngoài tam giác có số đo bằng tổng số đo của hai góc trong không kể được chưa? Và một tính chất nữa, đó là nó sẽ góc ngoài của tam giác thì luôn lớn hơn góc trong không kể với nó. Vậy đầu tiên khi nói đến tam giác, các con phải nhớ cho thầy, đó là tổng ba góc của tam giác bằng 180 độ. Đó là góc ngoài tam giác thì sẽ bằng tổng hai góc trong không kể với nó. Và chắc chắn rồi, nó bằng tổng thì sẽ lớn hơn góc trong không kể với nó. Đấy là cái đầu tiên thầy trò chúng ta phải nhớ. Tiếp theo, đó là các loại tam giác. Chúng ta có những loại tam giác gì? Đầu tiên, đó là một tam giác bình thường, đúng không? Bình thường thôi. Bình thường, tam giác bình thường thì chưa có gì cả. Tiếp, cái loại thứ hai, đó là tam giác vuông. Đây, cái số 2 nhỏ này. Khi nói đến tam giác vuông, các con phải nhớ cho thầy. Tam giác vuông là tam giác gì? Là tam giác có một góc vuông hay một góc bằng 90 độ. Thầy cứ viết một lời là có một góc vuông. Được chưa? Nhắc đến tam giác vuông, chứng minh một tam giác là tam giác vuông thì là chứng minh cho nó có một góc vuông hay một góc bằng 90 độ.
Vậy tam giác vuông là tam giác ABC vuông, đúng không? Thì chúng ta sẽ có góc A bằng 90 độ. Và một cái này nữa, đó là hai góc ở kề cạnh đáy sẽ là có tổng bằng 90 độ. Có nghĩa là B cộng C bằng 90 độ. Đó. Khi bài toán chứng minh một tam giác vuông, chúng ta phải chứng minh một góc bằng 90 độ hoặc hai góc ở đáy tổng bằng 90 độ. Và khi nói tam giác vuông, chúng ta nhớ đến một định lý vô cùng quan trọng. Đó là định lý Pythagore. Định lý Pythagore nói như sau: trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Có nghĩa là tam giác ABC vuông thì BC bình sẽ bằng AB bình cộng AC bình. Và trong bài định lý Pythagore này, các con phải nhớ thầy, nó có một cách chứng minh tam giác vuông nữa, đó là dùng Pythagore đảo. Pythagore đảo có nghĩa là sao? Có nghĩa là BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Thì tam giác ABC vuông tại A. Đó. Vậy nhắc đến tam giác vuông, chúng ta phải nhớ tam giác vuông là tam giác có một góc vuông, hai góc ở đáy tổng bằng 90. Và khi tam giác vuông, chúng ta có định lý Pythagore. Và để chứng minh tam giác vuông, có một cách nữa sử dụng định lý Pythagore đảo. Rồi, tam giác vuông có một trường hợp đặc biệt, đó là tam giác vuông nhưng lại còn cân. Và khi đến nói đến tam giác vuông cân, các con phải nhớ như này: tam giác vuông cân chúng ta giải nghĩa ra này, vuông cân có nghĩa là vừa vuông vừa cân, có nghĩa là vừa có một góc vuông và vừa có hai cạnh bằng nhau. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thầy sẽ có góc A bằng 90 độ và thầy có hai cạnh AB bằng AC. Và khi đó hai cạnh AB và AC người ta gọi là hai cạnh góc vuông, và cạnh BC được gọi là cạnh huyền. Và tất nhiên rồi, tam giác vuông cân có tất cả những cái gì mà tam giác vuông có. Nhớ chưa? Thêm hai thứ nữa: cạnh bằng nhau. Và thầy nói thêm một nữa, đó là hai góc ở đáy cũng bằng nhau và chúng bằng 45 độ. Được chưa? Đó là tam giác vuông cân. Tiếp theo, chúng ta có một loại tam giác nữa, đó là tam giác cân. Tam giác cân thì đơn giản thôi, đúng không? Là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Đúng ra thì thầy sẽ phải nói tam giác cân trước tam giác vuông cân, nhưng tiện đang nói tam giác vuông, thầy nói tam giác vuông cân. Tam giác cân là tam giác gì? Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau. Định nghĩa. Và nó có một tính chất, đó là hai góc ở đáy cũng bằng nhau. Được chưa? Vậy để chứng minh một tam giác là tam giác cân,
Chúng ta có thể chứng minh bằng hai cách. Thứ nhất, chứng minh hai cạnh bên bằng nhau. Thứ hai, chứng minh hai góc ở đáy bằng nhau. Và một tam giác đặc biệt hơn, đó là tam giác đều. Và khi nhắc đến tam giác đều, các con phải nhớ như thầy. Cái số 5 phải nhớ. Tam giác đều là một tam giác đặc biệt nhất. Một tam giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau, cùng bằng 60 độ. Đây chính là tam giác đều. Vậy qua đây các con phải nhớ thầy này. Thầy nhắc lại một lượt nữa này. Khi nói đến tam giác phải nhớ cái số 1. Khi nói đến các loại tam giác, chúng ta có tam giác vuông, nhớ cái số 2. Vuông cân, nhớ cái số 3. Cân, nhớ cái số 4. Đều, nhớ cái số 5. Họ sẽ vẽ cái sơ đồ này vào và thuộc cái này, thuộc tất cả cái số này, cái số 6. Các con đi, đó là các trường hợp bằng nhau của tam giác. Chúng ta cùng ôn lại này. Nó có 3 trường hợp bằng nhau của tam giác. Đó là cạnh. Đó là cạnh, góc, cạnh. Đó là góc, cạnh, góc. Và nhớ cho thầy này, thầy nhắc không biết bao nhiêu lần rồi. Trong trường hợp bằng nhau cạnh, góc, cạnh, thì góc phải là góc ở giữa hai cạnh. Hai cạnh chính là hai cạnh kề của góc. Hay thầy nói đơn giản, góc xen giữa. Và tương tự trường hợp góc cạnh góc, cạnh cũng vậy, cạnh phải làm giữa hai góc. Được chưa? Hay cho đúng lý thuyết này, hai góc cùng kề một cạnh. Và đặc biệt hơn, khi tam giác đó là tam giác vuông. Hai tam giác vuông. Thì chúng ta còn một trường hợp nữa, đó là cạnh huyền. Góc nhọn. Cạnh huyền. Thầy viết như này để các con dễ hiểu. Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau, chúng ta cần chứng minh đầu tiên này, áp dụng tất cả các cách của tam giác thường. Thứ hai, có thêm hai cách nữa, đó là chứng minh một cạnh, cặp cạnh huyền cộng một góc nhọn, hoặc một cặp cạnh huyền cộng một góc vuông là xong. Đó là tất cả những lý thuyết các con phải nhớ trong ôn tập chương 1, tiết đầu tiên này. Đó là các loại tam giác. Và còn vẽ cái sơ đồ này vào trong vở của mình và thuộc cho thầy 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái này. Còn nhá, thầy cho chúng ta đã ôn cái sơ đồ tam giác, các loại tam giác đúng không? Và trong clip này, thầy chúng ta cùng nhau luyện tập một tí nhá. Và bài đầu tiên, bài 1. Bài này gồm 4 ý, thầy cho chúng ta vẽ hình đâu, làm như đấy. Ý A là chứng minh tam giác bằng nhau, đúng không? Nào,
lấy sách, tất cả bút chì, vẽ hình vào vở cho thầy. Đầu tiên này, thầy cho một tam giác ABC. Các con vẽ hình cho thầy một trong vở một tam giác ABC bất kỳ. M là trung điểm của BC. Để vẽ trung điểm, cách đơn giản nhất, chúng ta dùng thước thẳng đo cái đoạn BC, chia đôi nó ra, lấy một nửa. Trên hình vẽ của thầy, thầy đo đoạn BC được 11 cm, vậy chia đôi ra được 5,5. Thầy chấm vào đây. Thầy được trung điểm M của BC. Ký hiệu luôn, hai đoạn thẳng bằng nhau. Tiếp này. Trên tia đối của tia MA. Tia đối của tia MA. Có nghĩa là MA ở đây tia đối phải ngược lại. Thầy kéo đoạn, kéo dài xuống đây. Thầy lấy một điểm D sao cho nó thỏa mãn độ dài MD bằng MA. Còn vẽ cho thầy điểm D, đo nhá, đo cái đoạn MA này, nó phải bằng đúng MD. Và câu A, thầy chứng minh tam giác MAB bằng tam giác MCD. Nào, chúng ta đầu tiên phải ghi giả thiết kết luận. Giả thiết thầy có một tam giác ABC. M là trung điểm của BC. Thầy có MA, MB bằng với MC. MD nữa, thêm một giả thiết nữa là MD bằng với MA. Hết rồi. Kết luận, chúng ta có bốn ý. Thầy đẩy ra trước là chúng ta phải chứng minh tam giác MAB bằng với tam giác MDC. Rồi. Tam giác này bằng nhau thì dễ quá con này. Đây các con nhìn nhá. Tam giác MAB, tam giác MDC có cái gì? Có góc M1 bằng góc M2, vì đây là hai góc đối đỉnh. MB bằng MC, MA bằng MD. Vậy hai tam giác có hai cặp cạnh và góc xen giữa bằng nhau. Vậy hai tam giác này sẽ bằng nhau theo điều kiện cạnh, góc, cạnh. Rồi, trình bày vào. Thầy xét tam giác MAB và cái tam giác MDC có. Đầu tiên thì có M1 bằng góc M2. Vì đây là hai góc đối đỉnh. Được chưa? Thì có MB bằng MC theo giả thiết. Thầy lại có MA cũng bằng MD theo giả thiết. Vậy thầy sẽ có được cái tam giác MAB bằng với tam giác MDC theo điều kiện cạnh, góc, cạnh. Xong câu A. Thầy cho chúng ta tiếp tục sang câu B. Câu B chúng ta phải chứng minh hai điều. Đó là AB
bằng DC và AB song song với DC. AB bằng DC thì dễ rồi, vì câu A mình đã chứng minh được hai tam giác bằng nhau. Vậy câu B thầy trò mình chỉ ra luôn đó là cặp cạnh tương ứng, đúng không? Thế có tam giác MAB bằng tam giác MDC. Vậy thầy suy ra AB bằng CD. Đây là cặp cạnh đó. Tiếp này, nó bắt chứng minh AB song song với CD. Để chứng minh hai đường thẳng song song, chúng ta có rất nhiều cách. Và bài này dễ, thầy sẽ chỉ ra nó song song theo cặp góc soi trong bằng nhau. Các con nhìn nhá, đây soi trong chưa, đúng không? Mà hai góc này bằng nhau thì đơn giản rồi, hai tam giác bằng nhau. Vậy cái hai tam giác bằng nhau này thầy suy ra thêm một nữa, đó là thầy suy ra cái góc MAB bằng cái góc MDC. Đây là cặp góc từ mà cái MAB và cái MDC là hai góc ở vị trí so le trong. Vậy thầy sẽ suy ra được AB song song với CD. Đó, kết thúc câu 2. Cùng thầy làm V3 nhá. Chứng minh tam giác ABC bằng tam giác DCB. Thầy nối B với D. Ở hai tam giác này thì có vẻ có cái gì rồi nhỉ? ABC và DCB một cạnh chung BC. AB bằng cái này cũng vừa chứng minh được rồi. À đấy, ô câu A lại làm được luôn này. Góc B này cũng bằng góc C bên này, vì đây hai góc tương ứng, được chưa? Câu C, thầy có cái tam giác, à thầy thầy ghi giả thiết đã, ghi giả thiết có cái tam giác ABC đâu, ABM bằng tam giác CDM. Đây, thôi thôi thôi, thầy viết giống hệt qua đi, không có con lại nhầm. Đây là tam giác MAB đi bằng tam giác MCD, chứng minh trên, chứng minh câu A. Thế suy ra được cái góc này, góc ABM bằng với góc MCD, hay là góc DCM đi. Đây chính là hai góc tương. Hai góc này bằng nhau cũng có nghĩa là cái góc, hay chính là cái góc ABC bằng cái góc BCD, DCB. Rồi, bây giờ thầy trò mới xét tam giác nhá. Thầy xét tam giác ABC và cái tam giác
DCB có. Đầu tiên là cạnh BC chung. Tiếp theo là góc ABC bằng góc DCB. Chứng minh trên. Rồi. Tiếp đây này là cạnh AB bằng cạnh CD cũng theo chứng minh trên. Vậy thầy có tam giác ABC bằng tam giác DCB theo điều kiện cạnh góc cạnh. Đó, xong câu C, chúng ta sang câu D. Câu D, thầy có thêm một giả thiết nữa. AE bằng DF và chúng ta phải chứng minh EMF thẳng hàng. Ê, sao đây? Trên đoạn thẳng AB thầy lấy điểm E. Trên đoạn thẳng CD lấy điểm F. Sao cho AE bằng với BF đo bằng nhau. Để chứng minh thẳng hàng, thầy chứng minh góc bằng 180 độ. Có nghĩa là thầy chứng minh góc EMF bằng 180 độ. Các con nhìn nhá. Thầy xét tam giác này. MAE, MDF sẽ bằng nhau theo điều kiện cạnh góc cạnh. Câu A dùng rất nhiều đúng không? Khi hai tam giác này bằng nhau rồi thì góc DMF sẽ bằng góc EMA. Hai góc này các con đừng nhầm vào đối đỉnh nhá, nó bằng nhau. Bằng nhau thì thầy sẽ chứng minh được góc EMF bằng 90 độ. Các con nhìn này. Thầy ra lại nhá, chắc chắn mình chứng minh tam giác MAE bằng MDF, thầy sẽ suy được ra góc này này. Suy ra được góc AME bằng với DMF. Mà thầy sẽ có, mà thầy lại có góc DAM 180 độ. DAM thẳng hàng mà, có nghĩa là DME cộng với EMD bằng 180. Nhau nhau vào đây thế. Thầy thay cái này bằng cái này. Đây nhìn chưa, EMA trên thầy bên trời này này. Con nhìn nhá, cái DMA thẳng hàng đúng không? Có nghĩa là góc DMA 180 độ và DMA thì là DME cộng EMA. Đây, EMA thì thầy sẽ thay bằng DMF. Đó, hay con đi này. DME cộng với DMF bằng 180 thì có nghĩa là đó. Vậy nó sẽ thẳng hàng đúng không? Câu D. Ta lại bắt đầu từ cái chỗ này. Để suy ra hai góc trước đó, để suy ra là góc BAM bằng góc CDM. Đây là hai góc tương ứng. Được rồi, hai góc tương ứng nhá. Mà hai góc này cũng chính là hai chính là cái góc B thì ta thay bằng EAM bằng với C thì thay bằng FDM.
Rồi. Bây giờ thầy mới xét hai tam giác này. Xét cái tam giác MAB, MAE và cái tam giác MDF có này. Đầu tiên là thầy có MD bằng MA, thầy giả thiết góc MDF bằng với MAE, chứng minh trên đây, vừa chứng minh đây, và thầy lại có AE, đây viết vào đây DF bằng AE theo giả thiết đó, bỏ cái này vào thầy suy được tam giác MAE bằng với tam giác MDF theo điều kiện cạnh góc cạnh. Hai giác này bằng nhau rồi. Đây thầy suy ra đây. Thầy suy ra góc AME bằng góc DMF. Mà cái DAM thẳng hàng thì có nghĩa là cái góc DMA của mình phải bằng 180 độ. Đó, thầy góc DMA bằng 180 độ. DMA thì chính là DME. Cộng với EMA. Các con nhìn nhá, cái MA này thì là bằng DMF, thầy thay vào. DME cộng DMF bằng 180, có nghĩa là EMF một góc bằng 180 độ, có nghĩa là góc đó là góc bền. Hay đó, vậy bài toán được giải quyết xong. Ví dụ đầu tiên thầy cho chúng ta cùng làm bốn ý A B C D vận dụng để chứng minh tam giác bằng nhau và chứng minh thẳng hàng. Các con xem ra kỹ ví dụ 1, chúng ta tiếp tục sang bài 2.